Điều kỳ diệu của cố họa sĩ Lê Văn Xương thực sự là điểm đến của những tâm hồn đồng điệu cùng nỗi niềm nhớ nhung say đắm trước Hà Nội. Không phải là Hà Nội với sự tấp nập hối hả hiện thời, mà là một Hà Nội xưa với sự yên bình thoáng đãng. Một Hà Nội chúng ta vẫn bắt gặp trong văn chương của Thạch Lam hay Nguyễn Tuân. Theo đó, để sưu tập được hết 101 tác phẩm bột màu, sơn dầu và phấn tiên này, nhà sưu tập Lê Y Lan, cũng là con ruột của cố họa sĩ Lê Văn Xương, đã bỏ ra nhiều công sức, tiền của và tâm huyết nhằm giới thiệu tới công chúng trong và ngoài nước những tác phẩm tiêu biểu nhất của ông. Đáng lưu ý, triển lãm Điều Kỳ Diệu vốn cũng chính là tựa đề của một tác phẩm thơ của văn sĩ Trần Dự Tiên, vợ cố họa sĩ Lê Văn Xương, ngay trong ngày đầu tiên mở cửa triển lãm, và đã có những chia sẻ dí dỏm và sâu sắc liên quan tới cuộc đời và sự nghiệp của cố họa sĩ tài ba. Những bức vẽ của ông không chỉ làm dậy nên hương sắc Hà Nội của một thời huy hoàng, mà còn có sức gây nên sự rung động lưu luyến mỗi người, đặc biệt là những trái tim Hà Nội đang ở xa quê. Dự kiến triển lãm sẽ kéo dài trong 3 ngày, 21 tới 23 tháng 9 tại thành phố Hồ Chí Minh.